Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ giao quân năm 2019. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Quý đạt doanh thu 17 tỷ đồng. Xã Quang Vinh đẩy mạnh xã hội hóa được trên 3 tỷ đồng xây dựng phòng học kiên cố. Gương sáng gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngãi ở xã Đông Kết, huyện Quai Châu. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giao quân năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, các địa phương đã tiến hành rà soát phúc tra, nắm chắc số lượng công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Việc phát lệnh gọi khám sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe bảo đảm đúng quy định. Theo đó, tỷ lệ công dân lên trạm khám đạt 72,5%, trong đó có 58,2% số công dân đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3. Đến nay, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố phối hợp với các xã, phường, thị trấn tiến hành thâm nhập, tuyển chọn chặt chẽ theo đúng kế hoạch và chốt quân số bảo đảm chất lượng. Từ nay đến ngày giao quân, nhận quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra hồ sơ công dân nhập ngũ của huyện, thành phố. Các địa phương tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên trước khi nhập ngũ, phát lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 31 tháng 1, cấp phát quân trang xong trước ngày 15 tháng 2, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ xong trước ngày 16 tháng 2. Theo kế hoạch, các huyện, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 20 tháng 2, tức ngày 16 tháng Giêng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu thời gian tới cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Các cấp, ngành, địa phương, các phương tiện truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, truyền thống của quân đội nhân dân, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, những tấm gương tình nguyện nhập ngũ. Các ban ngành, đoàn thể, các cấp quan tâm, gặp gỡ, động viên, làm tốt công tác tư tưởng đối với gia đình công dân nhập ngũ. Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố phối hợp với lực lượng công an xét duyệt, thẩm định hồ sơ công dân nhập ngũ, giao cho các đơn vị bảo đảm chất lượng. Các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp công dân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu với các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, bảo đảm vui tươi, an toàn, tổ chức lễ giao nhận quân, bảo đảm trang trọng, đúng quy định. Lực lượng công an thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông trong ngày tổ chức lễ giao nhận quân. Chiều nay, Kho Bạc Nhà nước Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2018, Kho Bạc Nhà nước Hưng Yên đã triển khai thí điểm vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và đã hoàn thành 100% đơn vị mở tài khoản giao dịch. Công tác tập trung nguồn thu đã chủ động đối chiếu, rà soát các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan, đơn vị mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước, đồng thời thông báo số dư từng tài khoản cho chủ tài khoản hoặc cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc xử lý kịp thời vào ngân sách nhà nước, tích cực phối hợp thu 2% thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài địa bàn thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh. Đã trực tiếp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được 134 tỷ đồng, qua đó thể hiện sự đóng góp tích cực của đơn vị trong công tác khai thác nguồn thu cho ngân sách địa phương. Đồng thời, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư lớn, đơn vị sử dụng ngân sách để nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát thanh toán, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp trong công tác kiểm soát chi, tổng hợp báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, quyết toán các dự án hoàn thành. Thông qua kiểm soát chi đã phát hiện 708 khoản chi của 569 đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, yêu cầu bổ sung hoàn thiện. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh trong năm 2019, ngành kho bạc cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong công tác quản lý thu ngân sách, kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ theo phạm vi dự toán, đúng chế độ tiêu chuẩn, định mức chi. Bên cạnh đó, ngành kho bạc cần tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành và thực hiện nghiêm công tác xử phạt vi phạm hành chính, từ đó kịp thời phát hiện những tồn tại sai sót và có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời nhằm nâng cao chất lượng sử dụng vốn ngân sách, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuế, hải quan, tài chính, ngân hàng và các cơ quan liên quan, tiếp tục thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng và vận hành tốt hệ thống dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen, cờ cho các tập thể cá nhân ngành kho bạc có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Sáng nay, Ban chỉ đạo 389 tỉnh về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2018, các lực lượng là thành viên của Ban chỉ đạo 389 tỉnh qua kiểm tra đã phát hiện xử lý trên 1.600 vụ việc, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 180 tỷ đồng. Trong đó có 98 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, 1.518 vụ vi phạm về gian lận thương mại, 24 vụ vi phạm về hàng giả. Cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra 16 vụ với 21 bị can. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang yêu cầu các huyện, thành phố sớm kiện toàn thành viên ban chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ký cam kết với các hộ kinh doanh buôn bán, góp phần nâng cao ý thức chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Trong công tác kiểm tra, phải đi liền với xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, tập trung vào những địa bàn, mặt hàng trọng điểm như chất lượng thuốc, vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, chống thất thu thuế, chống chuyển giá ở doanh nghiệp. Các thành viên ban chỉ đạo cần nghiêm khắc kiểm điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế của đơn vị mình, ngành mình trong năm 2018 để có hướng khắc phục nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2018, các bộ ngành địa phương đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai thực hiện rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp, quyết liệt sắp xếp kiện toàn tổ chức bên trong bộ, cơ quan ngang bộ. Các địa phương đã tích cực chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn theo tinh thần nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Công tác quản lý sử dụng biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, xây dựng chính quyền được thực hiện nghiêm theo quy định. Công tác tinh giản biên chế, cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tôn giáo được tăng cường. Phát biểu tại hội nghị điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu năm 2019, ngành nội vụ các đơn vị địa phương trong tỉnh cần phải bám sát thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ Nội vụ đã đề ra với phương châm hành động, tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, tập trung phối hợp giải quyết những vướng mắc, khó khăn, hạn chế để tạo sự đồng thuận chung trong công tác nội vụ, công tác cải cách hành chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Chiều nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2018, ngành y tế đã hoàn thành vượt 4 chỉ tiêu gồm số giường bệnh trên 10.000 dân, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ trạm y tế xã phường thị trấn có bác sĩ làm việc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, ngành y tế tỉnh cần hoàn chỉnh lộ trình thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Vấn đề bảo hiểm y tế thu chi cần phải có sự cân đối, đảm bảo đến năm 2020, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,50% dân số. Không chỉ phát triển đối tượng mà còn phát triển chất lượng. Bên cạnh đó, ngành cần phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua vận dụng hợp lý công nghệ thông tin và đề ra các giải pháp phù hợp để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và giảm chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh. Củng cố mạng lưới y tế, tăng cường công tác dự phòng và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đẩy mạnh việc tự chủ tài chính. Ngày 15 tháng 1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, với sự quyết tâm nỗ lực của ngành ngân hàng Hưng Yên, tổng nguồn vốn của hệ thống đạt trên 72.900 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương tăng 14,4%, vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên trọng tâm đều tăng khá so với đầu năm, đạt trên 55.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay nông nghiệp tăng cao 29,5%, dư nợ cho vay xuất khẩu tăng 0,3%, dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 23,9%. Tuy nhiên, trong năm 2018, tín dụng tăng trưởng chưa cao, chỉ đạt 98% kế hoạch đề ra từ đầu năm. Một số ngân hàng vẫn chưa chủ động kết nối ngân hàng doanh nghiệp, một số máy ATM vẫn báo lỗi và chất lượng thấp. Trong năm 2019, ngành ngân hàng tiếp tục triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đồng thời tăng cường huy động nguồn vốn nhàn rỗi cho vay, ngăn chặn tình trạng tín dụng đen. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng nhân viên, cán bộ ngân hàng, ngành ngân hàng sẽ nâng cao chất lượng tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời giúp người dân tiếp cận được nhiều chương trình vay vốn ưu đãi của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Quý đóng trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Khoai Châu đã chủ động liên kết thực hiện cánh đồng lớn sản xuất cây trồng có hiệu quả, góp phần vào tăng thu nhập cho các thành viên. Anh Nguyễn Hữu Hà, giám đốc hợp tác xã cho biết, ngoài các vườn cam úc, chanh ăn quả, thì anh làm hơn 1.000 gốc chanh cảnh để phục vụ bà con chơi Tết Kỷ Hợi. Theo chủ vườn thì mấy năm nay, quan niệm chơi chanh cảnh dịp Tết sẽ mang lại phú quý cho gia chủ, nên việc làm ra cây chanh cảnh bán được thị trường rất ưa chuộng. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu trồng cây cho thu nhập cao của Hợp tác xã Nông sản Phú Quý. Chanh vàng úc Phú Quý này nó có một ưu điểm rằng là quả rất là vàng, nó có 3-4 thế hệ trên cây, và vào ngày mùa xuân thì nó có thêm lộc và hoa, cái hoa nó rất là thơm. Vì sao chúng tôi muốn làm cây chanh này để làm vào dịp Tết là nó mang một cái phú quý tài lộc. Ngoài vườn chanh cảnh, anh Hà còn có trên 30 mẫu chanh quả, dự kiến doanh thu hơn 5 tỷ đồng. Từ năm 2016, anh bắt đầu liên kết sản xuất với nông dân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Anh cung cấp cây giống, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc chanh hữu cơ và tìm hướng bao tiêu sản phẩm cho họ. Hiện nay, anh có 60 cơ sở vệ tinh sản xuất chanh tứ quý ở 12 tỉnh, thành phố trong nước, với tổng diện tích lên tới 120 ha. Đồng thời, anh đứng ra thành lập Hợp tác xã Nông sản Phú Quý, liên kết những người trồng canh tứ quý bằng phương pháp hữu cơ trong cả nước để tạo điều kiện thuận lợi trong việc sản xuất tiêu thụ nông sản. Hiện hợp tác xã có 7 thành viên với diện tích sản xuất 100 mẫu sản xuất cam, chanh, cây giống. Năm 2018, doanh thu của Hợp tác xã Nông sản Phú Quý đạt 17 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp, thời gian qua, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tạo nguồn vốn xây dựng nhiều phòng học mới tại trường tiểu học xã Quang Vinh. Hiện nay, trường tiểu học Quang Vinh có gần 490 học sinh được chia làm 16 lớp, khắc phục tình trạng một số phòng học bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Từ tháng 9 năm 2018, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp và công tác xã hội hóa, trường tiểu học Quang Vinh được thụ hưởng công trình có thiết kế 2 tầng với 12 phòng, trong đó 10 trên 12 phòng được sử dụng làm phòng học cho các khối lớp. Tổng kinh phí xây dựng trên 8,5 tỷ đồng. Được biết, ngoài nguồn ngân sách của tỉnh, huyện và địa phương, số tiền xã hội hóa để xây dựng trường lên tới hơn 3 tỷ đồng từ các doanh nghiệp trên địa bàn. Dự tính đến khoảng tháng 5 năm 2019, công trình sẽ đưa vào sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngãi ở thôn Lạc Thủy, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu đã có nhiều công lao và đóng góp cả xương máu cho cách mạng. Mẹ đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chiến tranh đã đi qua, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngãi năm nay cũng đã 91 tuổi, nhưng ký ức về những năm tháng đau thương và rất đỗi hào hùng của dân tộc vẫn theo mẹ đến tận bây giờ. Tuổi cao nhưng chẳng chuyện gì mẹ không nhớ, nhất là khi nhắc đến chồng và con trai đã hy sinh. Mẹ kể, chiến tranh thật tàn khốc. Vào năm 1950, chồng mẹ là liệt sĩ Lê Đình Triệu khi làm nhiệm vụ tại thôn Phú Mỹ, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu thì bị giặc Pháp bắt và giết chết. Nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi, thì con trai mẹ liệt sĩ Nguyễn Hóa Tỉnh cũng hy sinh khi tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam vào năm 1975 khi mới 20 tuổi. Ghi nhận những công lao ấy, vừa qua mẹ Lê Thị Ngãi được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tôi rất cảm ơn là Đảng và Nhà nước đã phong tặng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng cho mẹ tôi. Thì gia đình tôi tiếp tục phát huy cái truyền thống thực hiện mọi chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước. Ở tuổi xưa nay hiếm, mẹ Ngãi vẫn còn minh mẫn và luôn động viên con cháu cố gắng làm việc, trở thành những người có ích cho xã hội. Đến nay, 9 người con của mẹ đều có cuộc sống gia đình ổn định, 30 người cháu ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Các phong trào của địa phương như xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình mẹ Ngãi luôn hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều năm liền, gia đình mẹ được nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Gia đình bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, bà Ngãi thì về bà và con cháu trong gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương sách Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các cái quy định của địa phương, rồi kể cả các cái đóng góp cũng đều gương mẫu và chấp hành. Công lao to lớn của mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Ngãi sẽ mãi mãi được Tổ quốc khắc ghi, được các thế hệ con cháu kính trọng, biết ơn, tôn vinh và học tập. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 1 năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hùng An tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là xã tổ chức đại hội điểm của huyện Kim Động. Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã thực hiện hiệu quả chương trình hành động và đạt nhiều kết quả tích cực, nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 30. Trong 5 năm, vận động nhân dân hiến trên 2.500 m2 đất, đóng góp gần 25 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, quỹ vì người nghèo đạt gần 120 triệu đồng, bình xét và công nhận 130 gia đình, ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu, cháu Thảo Hiền. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hùng An hướng tới 5 chương trình hành động lớn, nổi bật là tuyên truyền vận động tập hợp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vận động nhân dân thi đua, lao động sáng tạo, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Vừa qua, Ban Quản lý Dự án Tăng cường khảo nghiệm để phát triển nhanh những giống cây trồng mới phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức hội nghị triển khai và giao kế hoạch thực hiện dự án cho các đơn vị tham gia năm 2019. Năm 2018, Ban Quản lý Dự án đã tiến hành khảo nghiệm sản xuất với tổng diện tích trên 45 ha, trình diễn giống mới gần 90 ha và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật với tổng diện tích 6 ha, với tổng kinh phí thực hiện là 200 triệu đồng. Do các giống cây trồng đã qua khảo nghiệm cho kết quả tốt, Ban Quản lý Dự án đã giao cho các đơn vị liên quan tổ chức triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới và sản xuất lúa, rau, cây ăn quả năm 2019, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giúp nông dân thay đổi nhận thức, am hiểu kiến thức, kinh nghiệm về sản xuất, canh tác các loại cây trồng chủ lực trong cơ cấu cây trồng của tỉnh. Trong những ngày qua, thời tiết bất thường đã làm cho một số diện tích nhãn, nhất là đối với diện tích cho thu hoạch quả sớm hoặc những cây không mang quả ở năm 2018, chủ yếu phát triển, sinh trưởng, sinh dưỡng, thân cành lá, phát triển lộc đông, không có thời gian ngủ nghỉ để phân hóa mầm hoa. Khả năng ra hoa ở năm 2019 là khá thấp nếu không áp dụng đồng bộ hiệu quả các biện pháp kỹ thuật xử lý ra hoa. Đối với những cây không mang quả hoặc đã cho thu hoạch quả sớm ở năm 2018, có khả năng sinh trưởng, sinh dưỡng khỏe, đã phát triển được từ 1 đến 2 đợt lộc, cần tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật sau. Biện pháp cơ giới, sử dụng các dụng cụ chuyên dụng, dao cưa, khoanh vỏ quanh thân, cành theo hình tròn hoặc hình xoắn ốc sâu tới phần gỗ với vết khoanh rộng từ 0,4 đến 0,5 cm. Đào cuốc rãnh sâu từ 30 đến 40 cm theo hình chiếu của tán cây để làm đứt rễ cây, không cho cây hút nước dinh dưỡng. Biện pháp hóa học, sử dụng chất ức chế sinh trưởng kali clorat, hòa loãng để tưới gốc, chú ý tuân thủ đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trong thời gian cây ra hoa, cần thường xuyên kiểm tra nếu cây có hiện tượng vừa phát triển chồi hoa kèm theo phát triển chồi lộc, cần sử dụng cưa sắt tiến hành khoanh vỏ lại, kết hợp với phun thuốc chất ức chế sinh trưởng kali chlorat để làm rụng lọc non. Đối với những cây cho thu hoạch quả muộn ở năm 2018 có biểu hiện sinh trưởng và phát triển kém, cần tiến hành các biện pháp chăm sóc để cây phục hồi, không để cây ra hoa, mang quả ở năm tới nhằm đảm bảo sức sống của cây. Trong thời gian từ khi xử lý ra hoa đến khi cây ra hoa, tuyệt đối không bón phân, hạn chế tưới nước và phun thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm chi phí đầu tư sản xuất cũng như góp phần bảo vệ môi trường. Do áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, cộng với sự nhạy bén sáng tạo trong việc tạo thế cây cảnh, đã giúp cho gia đình ông Bùi Văn Tiệp ở thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, nguồn thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm từ trồng cây đào và bưởi cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Nhận thấy đồng đất của gia đình phù hợp với các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao, năm 2008, gia đình ông Tiệp đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ 1,3 mẫu diện tích trồng cây ăn quả sang trồng 300 gốc đào cảnh và 100 gốc bưởi cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Do thị trường thường sử dụng cây đào thế với các giống đào phai, đào bích phải có dáng đẹp, hoa và nụ đều. Cây bưởi phải là cây có quả sai, đều quả, mẫu bát đẹp, nên gia đình đã áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để chăm sóc và tạo thế cho cây. Người trồng là phải có một cái con mắt thẩm mỹ, tức là nhìn dáng thế của cái dáng bonsai, dáng cây cảnh mình uốn theo từ lúc nó mới trồng, tức là năm đầu tiên là mình phải làm rồi. Mình nuôi đến 3 năm sau mình mới được thu thì nó mới đẹp. Ông Tiệp cho biết, thời tiết năm nay khá thuận lợi cho các hộ trồng cây cảnh, nhất là cây hoa đào. Hiện tại gia đình ông Tiệp đã hoàn tất các công đoạn chăm sóc cho cây cảnh và sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Nhưng vườn cây cảnh của gia đình ông Tiệp đã có nhiều khách hàng đến tham quan và đặt hàng mua về chơi Tết. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, cây cho thế, hoa và quả đẹp nên vườn cây cảnh của gia đình đã cho hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm cho doanh thu trên 1 tỷ đồng, trừ chi phí còn thu lãi gần 500 triệu đồng, gấp nhiều lần so với trồng các cây trồng khác.